Thanh đang hát bài Việt Nam bơi đánh bay Covid. Covid hay Corona ta? Nó thu tiếng vào không biết có bị đánh bản quyền không. Mà chắc không sao, không đánh bản quyền đâu. Tại vì bài hát này là để tuyên truyền cho toàn dân phòng chống Corona, Covid mà. Cho nên mình đang quay đóng thùng mấy cây bông trang đài truyền thanh đang phát, cho nên cũng thu cái bài hát vào luôn. Nếu như đánh bản quyền đó, thì nữa mình sẽ tắt tiếng, tắt nhạc cái khúc đó. Đó các bạn xem, mình đã vô bầu xong 4 cây bông trang màu trắng lá chôm cho việc cho bạn Khánh ở Khánh Hòa. Có bông. Bạn xem kỹ. Cây này khá là nhiều nụ bông mà. Cái thân của cây nè, thân rất là khỏe rồi, thân một gốc. Các bạn nhìn. Cây bên đây, cây bên đây có bông. Thân cũng một gốc rất là rõ ràng đây. Còn anh này, anh này thì cũng có nụ bông ở trên, thân một cốt. Còn cái thứ tư bên đây đó, các bạn xem cũng một cốt rất là rõ ràng. Rồi bây giờ sẽ đóng vào thùng nha các bạn.